Linh mục, người là ai, người là ai, người là ai? Là người mẹ cha sinh ra, cũng như bao người từ khắp muôn nơi. Là người được chính Chúa chọn, là người được Chúa sai đi, sai đi luôn máu tin mừng và làm phép rửa cho muôn dân, sai đi phục vụ muôn người, hy sinh quên mình chỉ vì yêu thương. Nhưng không, không thuộc về ai, mà tất cả thuộc về Chúa Kitô. Con xin một đời tri ân tình Chúa yêu con, đã chọn con làm linh mục của Chúa. Con xin một đời cảm tạ, xin cảm tạ vì bao người luôn đồng hành với con. Ôi linh mục là hoa trái của tình yêu ba ngôi, tình yêu muôn người. Linh mục, người là ai, người là ai, người là ai? Là người mẹ cha yêu thương, dẫn con vào đời ở giữa nhân gian. Là người được Chúa sức dầu, là người được Chúa sai đi, sai đi thánh hóa của Ngài, cử hành bí tích cho muôn dân, sai đi loan tin cứu độ cho muôn tâm hồn chỉ vì yêu thương. Nhưng không, không thuộc về ai, mà tất cả thuộc về Chúa Kitô. Con xin một đời tri ân tình Chúa yêu con, đã chọn con làm linh mục của Chúa. Con xin một đời cảm tạ, xin cảm tạ vì bao người luôn đồng hành với con. Ôi linh mục là hoa trái của tình yêu ba ngôi, tình yêu muôn người. Linh mục, người là ai, người là ai, người là ai? Là người còn nhiều đam mê, mong manh tầm thường, lầm lỡ tơ vương. Là người được Chúa chúc lành, là người được khắp nơi nơi yêu thương nâng đỡ không ngừng, cầu nguyện sớm trong câu kinh. Là người nhận nhiều phúc lộc, hy sinh thân mình chỉ vì yêu thương. Nhưng không, không thuộc về ai, vì tất cả là nhờ Đức Kitô. Con xin một đời tri ân cảm tạ, xin cảm tạ vì
bao người luôn đồng hành với con. Ôi linh mục là hoa trái của tình yêu. Cảm tạ vì bao người luôn đồng hành với con. Ôi linh mục là hoa trái